một con bò rừng. Đó là con mồi mà chúng đang tìm kiếm. Đàn chó cần phải đuổi để con bò rừng chạy đi. Thành công của chúng phụ thuộc vào việc làm cho con mồi mệt lử sau khi bị rượt đuổi. Đàn chó sẽ có lợi thế khi con mồi chạy. Nhưng nếu đàn mò dừng lại thì tình thế sẽ đảo ngược. Tuy nhiên, không phải con mò nào cũng đủ dũng khí để dừng lại. Bây giờ, cuộc đua thực sự bắt đầu. Con mỏ rừng vừa to vừa khỏe, nhưng đàn chó hoang thì có sức chịu đựng tốt. Cả kẻ đi săn và con mồi đều đang chạy với tốc độ 65 km/h. Đàn chó có thể giữ vững tốc độ này trong nhiều km, nhưng bò rừng thì không thể. Một con bò rừng tách khỏi nhóm rồi hai con nữa cũng tách ra. Việc này khiến những con chó chưa có kinh nghiệm bị chia thành các hướng khác nhau. Chó mẹ và một chó con tiếp tục rượt đuổi. Những con khác dừng lại vì chúng tin rằng mục tiêu dễ dàng hơn. Nhưng chúng đã nhầm. Cặp bò rừng đứng ngược nhau giống như con thú hai đầu, con này trông chừng phía sau con kia. Đàn chó vì thế không làm gì được.